thiết kế cơ bắp hơn, hệ thống trang bị và công nghệ an toàn hiện đại hơn, khả năng vận hành mạnh mẽ và êm ái hơn, Toyota Hilux 2021 đã có một màn ra mắt thế hệ mới đầy ấn tượng. Sự lột xác của Toyota Hilux lần này khiến cuộc cạnh tranh trong phân khúc bán tải Việt dần trở nên sôi động sau một thời gian dài Ford Ranger gần như thống trị. Tuy nhiên, với bấy nhiêu sự thay đổi này, Toyota Hilux 2021 có đủ sức để đấu lại Ford Ranger hay không? Bởi có nhiều ý kiến đánh giá Hilux vẫn còn không ít nhược điểm. Liệu rằng Toyota Hilux 2021 có phải là sự lựa chọn đáng để xuống tiền? Hãy cùng Dibro đánh giá chi tiết Toyota Hilux 2021 trong video dưới đây. Đầu tiên là về giá bán. Toyota Hilux 2021 được phân phối với 4 phiên bản có giá bán cụ thể như sau. Đầu tiên là phiên bản 2.4e 4x2MT có giá niêm yết là 632 triệu đồng. Phiên bản 2.4Z 4x2AT có giá là 686 triệu đồng. Phiên bản 2.4E 4x4MT có giá 836 triệu đồng. Và cuối cùng là phiên bản 2.8Z 4x4AT mới có giá là 948 triệu đồng. Về thông số kỹ thuật, Toyota Hilux 2021 có chiều dài rộng cao tướng là 5.325 x 1.855 x 1.815 mm, chiều dài cơ sở 3.085 mm, chiều rộng cơ sở trước sau 1.540 x 1.550, khoảng sáng gầm xe 286 mm, bán kính vòng quay tối thiểu 6,4 m, trọng lượng không tải 1.900 kg đến 1.920 kg, trọng lượng toàn tải 2.810 kg, dung tích bình nhiên liệu 80 lít. Về thiết kế ngoại thất, giống như phiên bản ra mắt trước đó tại thị trường Thái Lan, Toyota Hilux 2021 thay đổi khá mạnh mẽ về thiết kế ngoại thất. Cụ thể, xe mang phong cách thiết kế khá giống với Toyota RAV4 với cụm lưới thần nhiệt thành ngang, kích thước lớn được bao bọc trong khung được sơn đen tô lên vẻ bề thế của xe. Nhìn thoáng qua, người dùng sẽ có cảm giác như chiếc xe vừa được chủ nhân lắp thêm một bộ khung mới. Thiết kế này phần nào giúp xe giảm thiểu được những va chạm không đáng có. Cụm đèn pha được trang bị công nghệ bi LED cho hiệu suất chiếu sáng cao hơn, tạo nên ánh sáng sang trọng, kết hợp cùng thấu kính gương cầu và dải đèn LED chạy ban ngày nổi bật. Một điểm nhấn nổi bật nữa ở thiết kế đầu xe là dải đèn LED hình chữ U trong cụm đèn pha có chức năng làm đèn báo rẽ. Đèn sương mù này đã là dạng bi LED được đặt gọn trong hai hốc hai bên xe. Chi tiết này khá giống với thiết kế trên bán tải Mitsubishi Triton. Điểm mới trên thân xe là bộ mâm hợp kim 6 chấu kép 18 inch mới tôn lên vẻ năng động, trẻ trung hơn. Thùng hàng trên Toyota Hilux 2021 rộng rãi tóc đầu phân khúc với kích thước dài rộng cao là 1.512 x 1.524 x 482 mm. Bước sang phiên bản mới 2021, xe bán tải Toyota Hilux ghi điểm trong mắt khách hàng với cụm đèn hậu dạng LED đập mắt hình chữ U, thiết kế dính liền nhau. Cụm đèn hậu này cũng tăng thêm tính nhận diện của xe so với các dòng xe khác. Về nội thất, thiết kế khoang lái của Toyota Hilux 2021 không thay đổi nhiều với phong cách thiết kế trầm tính tông màu tối, đem lại cảm giác khá chắc chắn. Màn hình giải trí trung tâm loại cảm ứng giống như những màn hình thế hệ mới trên các mẫu xe của Toyota, nút bấm, xoay vặn vẫn được bố trí đều hai bên. Phía trên là hai cụm cửa gió điều hòa, phanh khẩn cấp cùng đồng hồ được bố trí khá kín đáo khi được đặt nằm gọn trong bảng táp lô. Vô lăng bọc da ba chấu với trợ lực dầu thủy lực hứa hẹn sẽ mang đến cảm giác lái đầm chắc và chính xác cho những ai yêu thích cảm giác lái chân thực. Vô lăng thủy lực này được nâng cấp thêm hệ thống tự điều chỉnh lực bơm dầu theo tốc độ của xe để mang đến cảm giác đánh lái nhẹ nhàng hơn khi đi chậm. Xe vẫn giữ nguyên kích thước cũ, chiều dài cơ sở 3.085 mm, đáp ứng nhu cầu, sự thoải mái cho hành khách phía sau với mức ổn hơn xưa. Bởi nay các dòng xe bán tải Việt Nam chưa khắc phục được yếu điểm là về cách bố trí ghế ngồi. Thay vào đó, xe được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, giúp bù lại sự thiếu sót về mặt rộng rãi. Ghế ngồi trên Toyota Hilux 2021 được trang bị nỉ hoặc da, tùy từng phiên bản. Mỗi vị trí ghế đều được trang bị tựa đầu tiện lợi. Về trang bị tiện nghi, đúng như dự đoán, xe được trang bị màn hình giải trí 8 inch trừ phiên bản 2.4L 4x2MT, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, MP3, AUX, Bluetooth. Hai điểm mới khác nằm ở hệ thống định vị và dàn âm thanh 9 loa JBL. Vô lăng được cải tiến với sự xuất hiện của nhiều nút bấm như tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói, ga tự động Cruise Control chỉ có trên hai phiên bản số tự động. Ngoài một số điểm khác nhau về trang bị tiện nghi trên các phiên bản, cụ thể, trên phiên bản cao cấp nhất 2.8L AT 4x4 sẽ được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, trong khi ba phiên bản còn lại chỉ là chỉnh cơ thông thường. Phiên bản 2.4L 4x2MT chỉ được trang bị đầu đĩa CD thay vì màn hình cảm ứng như ba phiên bản còn lại. Cả 4 phiên bản đều được tích hợp hộp số làm mát Cobox,
Chìa khóa thông minh tích hợp nút bấm khởi động start-stop chỉ có trên phiên bản cao cấp 2.8 lít 4x4. Về động cơ, xe được trang bị hai tùy chọn động cơ, trong đó động cơ 2.4 lít được giữ nguyên. Cụ thể, động cơ dầu 2GD FTV 4 xi lanh thẳng hàng sản sinh công suất cực đại 147 mã lực tại 3.400 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại đạt 400 Nm tại dài vòng tua 1.600 vòng trên phút. Động cơ dầu 1GD FTV 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất cực đại 201 mã lực tại vòng tua 3.400 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại tại 500 Nm tại 1.600 vòng trên phút. Xe pickup Hilux 2021 được trang bị hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hai phiên bản 2.8 lít 4x4 AT và 2.4 lít 4x4 MT. Về khả năng vận hành, với hệ thống treo trước và sau được tối ưu hóa, đem đến độ ổn định và khả năng kiểm soát hành trình vượt trội, kết hợp với hệ thống khung gầm rắn chắc, thiết kế cấu tạo kiên cố giúp xe vừa bền bỉ, vừa đem lại sự vận hành êm ái suốt chặng đường dài. Về trang bị an toàn, gói Toyota Safety Chain mới chỉ được áp dụng trên Toyota Cross tại Việt Nam đã được nhà sản xuất đem lên phiên bản 2.8 4x4 AT bán ra trong tháng 8 này với các trang bị nổi bật như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo trạch đàn đường, hệ thống điều khiển hành trình chủ động. Ngoài ra, các trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản bao gồm hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đổ đèo, hệ thống bảy túi khí, camera lùi, dây an toàn 3 điểm, đèn báo phanh khẩn cấp ABS. Dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, nhưng có thể thấy Toyota đã chịu chơi khi trang bị cho xe những cải tiến đáng giá. Toyota Hilux được dự đoán sẽ thu hút nhiều sự chú ý của giới chơi xe bán tải, nhưng ai là fan của Toyota? Xe cũng được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Nissan Navara, Mazda BT50, Mitsubishi Triton. Còn việc lật đổ vị trí ông vua bán tải của Ford Ranger có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian trong phiên bản nâng cấp tiếp theo. Toyota Hilux 2021 sẽ là một ứng viên rất tiềm năng, sự lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng ở thời điểm hiện tại. Bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe D-Pro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.